Mấy ngày cũng chuẩn bị đi hát nè. Học được rồi, chị ba thấy được nó mới dẫn đi chứ không được đâu ấy. Tàu em mất tự lập đâu gắt được thì chứ giờ nó chưa có đứng. Dạ, Nam Sơn chào cô chú anh chị và các bạn nha. Sáng hôm nay 12 tháng 7, 2024 cả nhà. Bây giờ cũng hơn 8 giờ rồi. Tại em đang có mặt ở nhà Học Loan ha cả nhà ha. Em thấy là ông xã bùm bùm nè. Đang dắt xe ra đó cả nhà. Shop thì đang mở cửa ha. Mấy bạn nhân viên cũng chuẩn bị tới. Tới để mấy bạn tới thì mấy bạn cũng quét dọn, với lại mấy bạn dọn hàng ra. Ngày hôm qua là một cái ngày đắm đuối của bùm bùm với lại mấy bạn nhân viên đó cả nhà. Tại vì rất là nhiều đơn hàng luôn. Rất là nhiều đơn hàng cả nhà. Buổi tối em thấy trên fanpage thì Học Lo ủa bùm 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 chia sẻ là những cái đơn hàng đóng gói rất là nhiều. Hoàn thành xong một số ít ha cả nhà. Đó là cô chú yêu thương ủng hộ rất là nhiều, tại vì ở shop Hồng Loan đây có cái chương trình khuyến mãi đó cả nhà. Mua tặng quà đó. Giống như mua 2 tặng 1 á cô chú anh chị. Nên là cô chú ủng hộ rất là nhiều luôn. Một phần thì chốt qua tin nhắn, qua hotline, một phần thì mấy cô mấy chú đến tận shop luôn để mua ủng hộ á nha. Sự cô chú rất là yêu thương Hồng Loan ha. Hôm qua thì Hồng Loan cùng với anh Linh Tý với lại mấy anh chị cũng đang quay một cái MV ca nhạc của anh Linh Tý ha. MV là Vì Duyên. Dạ thì cái MV đó cũng sẽ được phát hành ở trên kênh YouTube của anh Linh Tý cả nhà, Linh Tý Bích Trâm á. Cô chú anh chị mình cùng hóng ha cả nhà nha. Sáng hai cô này tới mua hàng rồi cả nhà. Bữa có cô lần rồi 4 chai thành 5 chai. Giờ cho cô mấy cái bịch nhỏ nhỏ cho cô đựng cho cũng nhiều quá nha. Chị đâu muốn bịch thôi nha, hình như được đỡ tao là được tặng ra do đó thành hàng tháng đi mua và nó thay tiền cái đây xèo rồi đó cũng chữ hết rồi cô. Này là 300. Đó đúng rồi, để vậy đi cho mấy bà gửi rồi mấy bà nói ủa sao mày không xin nhỏ nhỏ để cho mày chia ra. Rồi. Ngoại mở hàng lạng lá bán nắng ngoại gần đây hả ngoại? Trời ơi đây nè, đây là hồi ở tuổi này sườn. Hôm đêm về mình làm gì ăn ngon mà. Trời ơi kiếm gì thịt luộc. Nha nha về. Dạ. Bấm cái máy đã. Sáng nay chị Loan lên máy tính luôn ta. Giữ hen. Ngô trầu trọt thì thôi chứ biết bằng gì chứ. Trầu trọt mà ra đơn quá chờ luôn. Đơn vậy cũng mừng ha. Ủa chị Loan ăn kẹo gì chị Loan? Kẹo của cũng bán. Chị Loan bán mà. Cũng bán. Cũng bán hả? Lúc cây này cả nhà nó làm về mấy giờ? Về tới nhà khoảng 7-8 giờ. Quanh mưa to quá trời chị ơi. Em đi chắc ngồi đại đường là mưa.
bữa ăn không ngủ luôn. Hôm qua anh cũng bất ngờ với cái má thanh 60 tuổi của chị Loan ấy. Xong về cái sập luôn. Nhưng mà hôm nay vẫn còn năng lượng để tiếp tục quen rồi. Rất là sớm. Nó lớn 6 mọi người thì đang lấy lại được. Biết được nhiều con rồi. Đi nhà còn đỡ với một cái lương cùng còn ba còn giá. Xưa bác Năm mới đóng cái lương cho mình khổ lắm luôn nhỉ. Nhưng mà quá trời bối cảnh luôn. Mình nghe bị cái 4 phút thôi mà nó đã hay rồi. Bác Năm đóng một cái vẻ có lương cái tiếng đồng hồ với mấy mà. Không được mình phải cắt cho mình thật là hay. Hồi xưa bác Năm đi diễn, chị có lẽ có đi theo cùng coi không? Rồi giờ mất nhiệt nó nhanh đó. Vô cái là hạt liền nha. Không phải cắt bình sữa gì hết. À, em có nghe chị Quỳnh Tinh chia sẻ là chị Quỳnh Tinh sẽ cho bé Ken nó đi học nhạc đúng không chị? Sau này bé Ken chắc sẽ nối nghiệp của ông ngoại. Tinh lắm. Mà chị cho cho nghe qua bạn của chị ba luôn. Vậy hả chị? Cho bạn luôn hả? Vui. Là bạn mấy tuổi mới đi chị? Chắc tháng này á, tháng này qua là đi học rồi nè. Ủa, cái gì hả? Anh hay mở nhạc của ngoại, anh có nhạc khác mà cũng ngoại. Thường ngoại lắm, những cái lúc mà lâu hình cho ngoại là trước khi mà cậu mất vừa lưu lại những tấm hình này chưa? Chưa ăn lắm, chạy nhạc nhẹ rồi. Ngoại của tôi là không mua chị ơi, tôi xấu. Giống cả Đà Lạt vậy chứ. Trời này đi ngoài đường xã nó khỏe, còn mà nắng quá đi về cũng sáng luôn. Đi mệt. Tìm một người là sẽ là giống các năm hồi xưa, điệu trao, điệu năm sáu ấy, còn vui thì nhí nhạc thì được. Cái điệu đúng tác của hai người con trai của chị Hồng Anh, con cũng thừa hưởng được. Đi có bắt năm như vậy. Vậy là mai mốt có chị lên theo khấu là chị thử như chị lên trước xong rồi là tới bé Ken đúng không? Mốt lên tiếng nói hát là chị lên trước xong rồi tới lấy Ken đúng không? Lấy Ken cũng chuẩn bị đi hát nè. Không, được rồi, chị ba thấy được nó mới dẫn đi chứ không được đâu ấy. Tàu em mất tự lập. Đâu gắt được thì chứ giờ nó chưa có đứng đâu lớn rồi thì mua một bà cô bác nó cũng sợ. Dạ, đúng rồi. Lấy Ken mà trận này mình lên sân khấu mà hai cái con này chụp cũng giống luôn á.